Hải em nhá. Thầy vẫn thế, tầm này đi đâu cắt tóc về ngồi nhà cả lượt. Hôm nay mình sẽ chữa vui vui thôi, câu nào hay hay thì chữa thôi, tại vì thầy vẫn còn mệt. Các em giúp thầy like share với cả các bạn bè vào nhá, like share với các bạn bè vào một chút. Giúp thầy với cái động tác cơ bản nhé, like share các bạn bè vào. Chào Văn Thọ nhé, hôm nay vào đúng giờ, ok em nhé. Ok. Có em ơi, chào Trọng Thuận nhé. Thầy có đọc được comment của em đấy. Thầy ở tỉnh nào vậy? Thầy ở Hà Nội em ạ. Hà Nội nhé. Thầy thấy là like trên page này thì gần như là nó không bị lag comment gì cả. Là like trong nhóm kiểu là dễ bị lag comment lắm, không hiểu được sao luôn. Các bạn nào đang xem giúp thầy like xem một xíu nhá. Em xem hẳn hai lần rồi. Xem nhiều nhiều vào, xem về trang cá nhân cái thứ vào, các bạn bè vào giúp thầy nhá. May mệt mà thầy vẫn lên đây ngồi chém gió của em này. Lái xe giúp thầy nha. Chào Trần Quý nhá. Bữa trước không được coi thầy tâm sự lại. Em thích thì hôm nay ngồi chém gió được. Bọn em cứ comment đi thầy ngồi chém gió. Thực ra tại vì nó thật là mấy hôm nay mệt đấy, đi tiêm về xong thì nó không sốt lắm đâu, nhưng mà nó vẫn mệt các em ạ. Thế nên là chúng ta có thể thích đi ngồi vừa học vừa chém gió, làm cả hai cũng được mà nghe. Chào Mỹ Linh em nhá, chào Văn Lương nha. Đề này làm được bao nhiêu điểm? Được 8 điểm rồi. Phải biết em lười rồi. Thế chắc chắn là em xin không làm đề xong rồi em lại ngồi chơi đúng không? Phải biết thừa. Chào Minh Nguyệt nhá, ôi giời thầy sắp sốt rồi á. Không sốt nào được em. Không lo, không lo. Ôi giời mệt thôi. Thầy lên thầy nghỉ live cũng được á. Cơ bản là thầy định báo là nghỉ đấy, nhưng mà thôi, lên đây mình chữa một tí thôi có gì đâu. Chữa tầm 9 giờ nghỉ, được bao nhiêu câu cũng được. Giúp bọn em thêm hiểu biết nữa. Chứ thấy thực ra bây giờ thật sự các bạn lười quá, học sinh lười quá, thấy khó hiểu. Nói thật chứ là
Sau này em sẽ thấy sang kỳ 2 thầy sẽ có khóa luyện đề đấy. Em thấy là muốn được luyện đề như này, muốn được mất tiền hết em ạ, làm gì có cái gì miễn phí đâu. Mà em kể các thầy cô khác em đi mua khóa luyện đề vậy. Nếu bây giờ thầy cho đề làm miễn phí cơ, em bận em không làm được, em thế này em thế kia, em lý do làm cái gì đấy, nói thật em lý do làm cái gì. Em ăn em có quên đâu, em ngủ em có quên đâu, em chơi em có quên đâu. Một cái đề này mà em bỏ 90 phút mà em làm đấy, một tuần chỉ có 2 lần, tức là tổng cộng của em mất 90 phút cộng thêm 40 phút đi cho cái đề mini test, tức là một tuần mà em mất tầm 2 tiếng, mà bọn em vẫn lý do là em bận thế này, nhà em có việc, nhà em thế kia. Nói chung là ấy, các em mà không vượt qua được cái bản bản thân mình thì không ai vượt qua hộ bọn em được đấy. Thế thôi, còn bọn em không làm thôi, thành tích bọn em vậy thế thôi, gì đâu, một bạn hai bạn làm được, miễn sao là các em thật sự cố gắng thế thôi đấy nhá. Còn bạn nào cảm thấy nhiều bạn thì thầy bảo thầy, thầy ơi em chưa học đến, em thấy em không đủ trình độ làm bài này, thế em chưa học em xin vào khóa nhóm luyện đề làm cái gì, thầy có ép bọn em vào không? Bọn em xin vào xong em lại bảo là em chưa học, thế cũng không hiểu kiểu gì em ạ. Em điểm thấp nhất lớp à? Kệ em. Chào Tâm nha em nhá, chào Nguyễn Thuận nhá, thầy có người yêu chưa? Có rồi em ạ. Chào Phương Trượng nhá, cảm ơn thầy đã dạy 2K5 cho em, mặc dù số lượng không nhiều, nhiều hay ít thầy đều dạy cả em ạ. Đấy, và còn rất là nhiều cái thú vị nữa, các em cứ theo dõi rồi sẽ biết. Đó. Chào Vàng Cỏ Vịt nhá, em đang định trang tặng tặng tranh cho người khiếm thị, tặng máy nghe nhạc cho người khiếm thính à, hợp lý em. Tranh cho người khiếm thị thì được nhá, tranh nổi có đấy mà. Tí ngủ dậy em học xong toàn tầm này đi ngủ thì càng nhờ. Rồi nếu mà nghỉ thì nó cũng buồn đấy ạ, nhưng mà nói thật là ấy, nghỉ thì đi ngủ chứ làm gì đâu. Em làm xong rồi ạ, à? Đỉnh cao ấy. Có người mù người ta có tranh mà em, có tranh cho người khiếm thị mà thật sự. Đấy, bọn em biết chữ nổi không? Bọn em biết chữ nổi không? Ví dụ thầy viết như chữ như này người ta sờ nó có thể đọc được hết là gì đấy, không phải là ấy đâu. Tất nhiên là nó phải là những cái người mà học rồi cái chữ nổi mình biết được, chứ còn mình thì sờ thì mình cũng chịu đấy. Chào Việt nha em nhá, em vào muộn à? Không em ơi, đã bắt đầu gì đâu, còn đúng 20 câu nữa thôi. Để đề này không phải là đề khó, đề này không phải đề khó, nó chỉ lạ thôi. Phải cho bọn em để bọn em thấy là toán nó rất là đa dạng. Sau này sang kỳ 2 chúng ta sẽ luyện đề nhiều hơn rất là nhiều. Thầy đẹp trai quá à, hợp lý em ơi. Em thấy thời gian đề thầy dễ đi. Em thấy theo thời gian đề thầy dễ đi. Thực ra nó có hai chiều hướng em ạ. Thứ nhất là em học được nhiều kiến thức hơn thì hiển nhiên em sẽ thấy đề này dễ đi. Em học được cái tư duy thì em cũng sẽ thấy đề dễ đi. Thứ hai là gì? Đúng, nó dễ đi thật. Tại vì sao? Vì thực sự mà thầy đã thấy là các bạn ở nhóm 2 các bạn làm đề vẫn còn yếu lắm. Thế nên là thầy đã cho đề dễ đi để các bạn có gọi là tự tin làm bài hơn, nhưng mà các bạn vẫn lười lắm. Đấy. Linh cu te không phải chịu em ơi. Lúc đầu cứ tưởng Linh là con trai. Linh là con trai mới đi sang Thái về em ạ. Thầy review bạn Nguyễn Linh đi thầy. Chịu em ơi. Người làm tăm thì đơn giản, làm tăm thì đơn giản em ơi. Làm tăm thì người mù, nhưng mà thầy nói thật nhá là tăm tre người mù ấy thì 10 gói tăm tre thì chỉ có một gói của người mù thôi. Đấy, thầy vào ngày xưa thầy học bách khoa, vào ký túc xá bách khoa toàn tăm tre người mù thôi em ạ. Người ta thuê sinh viên gọt hết. Đấy, chỉ có mỗi bao là đóng dấu người mù thôi, còn tăm tre toàn sinh viên ngồi gọt em ạ. Để vào ký túc xá bách khoa các bạn ngồi trẻ trẻ tăm còn tăm hết, chịu đấy em ạ. Nhưng mà đấy là sự thật em ạ.
Nói chung là người mù thì cũng có, người tăng tre với các thứ có, nhưng mà nó ít lắm, chứ nó không nhiều như mình nghĩ đâu. Số lượng người mù nó có nhiều đến thế đâu mà tăng tre người mù đến đâu đâu làm thật, đúng không? Ok nhá, thôi chúng ta bắt đầu đi câu 21 nào, chúng ta chữa nhanh nhanh qua tí nhá. Hôm nay cái câu nào mà ấy thì thầy gợi ý rồi, xong rồi em về làm nhá. Gợi ý rồi này. 21 này đáp án dễ, câu này rất dễ, để chỉ biến đổi cơ bản bình thường thôi, tất cả về lúc 2 là được. Đây, đáp án của nó sẽ là đáp án nào nhỉ các em ơi? Comment. Comment. Nay thầy like sấp mặt à, chuẩn em ơi. Talk show đi thầy, bọn em hỏi đi, bọn em hỏi cho đáp án cộng một câu hỏi thầy trả lời cho. Tưởng thầy học sư phạm toán, thầy có học qua bên sư phạm nhưng mà trường đầu tiên thầy học đó là Đại học Bách Khoa. Nộp qua điều kiện tự hóa. Thầy đã bao giờ đóng cái tủ lạnh rồi từ từ xem cái đèn nó tắt như thế nào chưa? Có em ạ, nhưng mà về sau này sau khi thầy đi học thì thầy biết nó tắt như thế nào rồi, thầy cũng không phải từ từ xem nữa em ạ. 21B, 21B và 22 là A, em nhớ là vậy ạ. À? B thầy ạ, à? Ok nào, chúng ta sẽ chữa nhá. Các em cứ comment cho thầy đáp án cộng một câu hỏi nhá. Hôm nay chúng ta sẽ làm như hôm qua đi. Vui hôm qua các bạn hỏi rất là vui nhá. Em hỏi đi, em comment đáp án này. Đáp án của câu đấy. Đấy, cộng câu hỏi thì sẽ trả lời cho bọn em. Em thích hỏi gì chưa? Em biết rồi, thầy hỏi thầy trả lời thì nó sơ từ quyết định rồi. Các em hỏi đi. Câu này thì rất là dễ thôi, chúng ta biến đổi hệ tất cả cơ số 2 là được. Thằng này bên này cơ số 2 thì biến tất cả về cơ số 2 là ok, đúng không? Đấy. Bài này cũng không cần mẹo vặt gì hết cả. Chúng ta làm bình thường thôi. Còn thực ra bài này cũng có thể làm mẹo được, nhưng mà tôi nghĩ là mẹo nó cũng chẳng chẳng quá là gì khủng khiếp đâu. Thì các em cứ biến đổi đúng cái thằng này thôi. Em biến đổi đúng thằng này lại là tham gia thôi. Có cái gì quá cao siêu ở đây cả. Đấy, thì cái thằng này em thấy là đây là 4 là 2 mũ 2, 2 mới đây về 1 phần 2, tức là đây thành 3. 3 thì lại vứt lên luôn mũ, như vậy thằng này nó sẽ thành là log gì? 2 của a mũ 3 trừ đi 2 thì vứt lên mũ thì nó thành là log 2 của b bình, được chưa? Trừ đi thằng này 1 phần 2 là 2 mũ trừ 1. Trừ 1 vứt lên đây thì vẫn thành là trừ 1 thôi, thành này cộng vậy cộng log gì? 2 của c. Vậy xong rồi, trừ chia cộng nhân, như vậy thằng này sẽ bằng log 2 của a mũ 3 nhân c, a mũ 3 nhân c trên b, a mũ 3 nhân c trên b bình. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, rất nhẹ nhàng và đơn giản. Đây là công thức của logarit, bạn nào chưa nhớ thì xem lại nhé. Ok nào, tiếp câu số 22 cho thầy xin đáp án cộng với cả một câu hỏi nào đấy vui vui đi. Các em thích bàn về vấn đề gì được, tư nhiên tư vấn nghề nghiệp này, định hướng tương lai thì em thích là được. Thầy thì thầy luôn nói học sinh là gì, luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ dù đúng hay sai. Về theo quan điểm cá nhân của thầy là như thế, còn tất nhiên là ở ngoài kia thì quan điểm của mọi người có thể giống có thể khác, đúng nhau được. Để xem nào. Gì nào các bạn, nói gì nào, thầy làm văn hộ em được không? Thầy mà làm văn em nó viết dài lắm, không được đâu em ơi, viết dài lắm. Chào Tuấn Anh nhá, không biết sắp xếp thời gian học kiểu gì đây á, học nhiều quá tí bóc thầy, thầy thầy chỉ cách sắp xếp cho. Trường học full sáng với 2K buổi chiều ạ. À, thế là khá là giống thầy ngày xưa, tức là học full sáng 2K buổi chiều hình như đến 5 giờ gì đấy. Muốn link S phải đăng ký VIP nhỉ? Chuẩn luôn em ơi. Link bạn nào mà S em cứ bảo đăng ký khóa VIP nhá, thầy sẽ chia cho nhé. Thầy có đăng video không thầy? Thì thầy có định đăng video nhưng mà bên Việt Jack họ, họ bảo họ đăng. Nhưng mà thầy thấy là đăng lên Việt Jack thì nó không hiệu quả lắm.
Đúng, khi sắp tới thầy sẽ chuyển sang tự đăng cái kênh riêng cho bọn em dễ theo dõi hơn. Sắp nút vàng rồi, vàng gì không thầy em ạ? Ok, tiếp nhá. Câu số 22 này này. Thì câu 22 đáp án là gì nhỉ? Chả thấy bạn nào có mình chỉ chém gió giỏi rồi. Bây giờ người ta cho chúng ta một trong cái như thế này. Người ta có là hai cái là y bằng a và y bằng b cho hàm số này log với r là những hình như đề cái này nó hơi có vấn đề em ạ. Để đấy xem lại đề phát. Tại vì hôm đấy là có thầy hôm sáng hôm sau thì đi tiêm sớm là thầy không check lại đề kỹ quá. Nhưng mà nếu mình nhìn hình thì mình có thể tưởng tượng đề bài này. Rồi ok. Bên ngay mà đề bài này là nó có hơi hơi chút sai lệch nhá. Hàm số đây là y bằng a mũ x và y bằng b mũ x đúng không? Mình nhìn đề ở đây thôi. Đường thẳng nói chung là cái đề này bị lỗi nhiều quá em ạ. Được, sai đề như này chết. Y bằng 3 cắt hai thằng này tại HMN. Cái này không thấy bạn nào phản hồi nhỉ? Y bằng 3 nhá, đây là đường y bằng 3 này. Đấy, cắt thằng này tại 3 điểm là HMN, lần lượt tại HMN biết rằng hai lần HM. Đấy, nói chung là đề đây không xem đâu, chúng ta chỉ biết là a mũ x b mũ x. Đường đường y bằng 3 cắt này tại 3 thằng như thế. 2HM bằng 3 lần MN. Thì hỏi là khẳng định nào sau đây là đúng theo A và B. Thế thì làm nào bây giờ các em? Thằng này là y bằng 3. Đấy, y bằng 3. Đó. Thế thì thực ra ở đây nhá, các em nhìn thế này. Thằng này là đường nào cũng chỉ thực ra nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu. AB này nó dù các em cắt đường này hay cắt đường trên, quan trọng là chúng ta phải biết là bây giờ ta xử lý thằng HM, 2HM bằng 3 lần HN, đúng không? Thế thì bây giờ nếu mà thầy lấy là bây giờ lấy như thế nào thì đẹp nhỉ? Thầy lấy là HM ở đây nhá. Ở đây mình đang tính theo AB đúng không? Thì bây giờ thầy gọi đi cho nó dễ. À, bây giờ thầy có thể gọi là x1 x2 được, nhưng mà bây giờ thầy giả sử là thầy lấy luôn đi. Thầy lấy HM bằng 3 đi xem có được không nhá. Rồi mình lấy HM bằng 3 này. HM bằng 3 thì các em thấy rõ ràng các em sẽ suy ra được điểm M này có sẽ có tọa độ XM, XM đây là bằng 3. Được chưa? XM bằng 3. Được chưa? Thế còn nếu mà HM bằng 3 thì tức là MN của chúng ta sẽ bằng 2. MN bằng 2 thì suy ra được là XN sẽ bằng 5. Được chưa? Đấy, vì đây là 3 rồi mà cộng thêm 2 vào đây thì là bằng 5. Bằng 5 nhá. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ suy ra được này. M là thuộc A mũ x đúng không? Như vậy A mũ xm là A mũ 3. Nó sẽ phải bằng là gì? B mũ 5 thì cũng bằng 3 mà. Đấy, thì các em thấy là đáp án của chúng ta của câu số 22 là C à? Thế nên là đúng không? Chính xác rồi, đáp án 22 là chính xác, đáp án là C rồi. Đấy, thì đấy các em nhìn đấy. Các em hiểu cách thầy làm không? Nếu các em gọi x1 x2 cũng được. Ở đây thầy sẽ gọi luôn giá trị của nó ra dễ. Giá trị của nó ra sẽ rất là dễ luôn. Bởi vì các em thấy là thực ra các em lấy bao nhiêu cũng được thôi, nhưng mà thầy lấy sao cho nó đẹp ấy. Thì thầy sẽ lỡ sóng vào ngày xuống ạ. Thầy sóng vào ngày xuống. Đấy, thầy sóng vào ngày xuống nhá. Cách làm mấy bài này mình lấy đơn giản như thế thôi, cứ lấy cái điểm luôn. Thì bây giờ thầy nếu giả sử thầy lấy HM bằng 3 thì rõ ràng đây đây là tọa độ 3 mà, từ đây đây là 3 đúng không? Thì mà nếu mà HM bằng 3 thì tức là thằng này bằng 2, MD phải bằng 2. Các em lấy luôn cho thời điểm N này là giá trị là 5, bởi vì đoạn này là 2 thì cộng với 3 bằng 5. Như vậy các em có là A mũ 3 thì sẽ bằng B mũ 5. Đấy, thì các em có thấy đúng không? A mũ 3 bằng B mũ 5 thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C luôn. Đấy, chúng ta không cần phải làm nhiều, chúng ta chỉ làm nhẹ nhàng đơn giản thế thôi. Cái bài đồ thị này thì nó rất là dễ nếu mà bạn nào biết cách làm. Được chưa? Ok nhá. Em viết mấy cái tọa độ ra rồi thử đáp án. Đúng rồi, mình làm như thế cũng được, nhưng mà mình nên làm như thầy bảo ấy. Nhìn hình thì chúng ta sẽ làm cho dễ hơn. Không biết chọn dàn C à? Ok, Ngọc Hiếu em ạ. Đi thi là chết đấy. Thôi bài này thì rất là dễ rồi. Bài 2-3 em về tự chiến đấu nhá. Bài này là có ở trong cái phần minmax thực tế của thầy rồi. Rất dễ rồi, y hệt luôn. Về tự chiến đấu nhá. Anh em đi, tại vì hôm nay mình cũng không chữa hết được đâu. Mình sẽ chữa. Anh em nào? Anh em có làm được không? Có quãng đường hỏi vận tốc đạt giá trị lớn nhất tại t bao nhiêu?
À 24 chứ. Anh công kia là 23, con này 24. 24 em ơi, 24 đáp án là gì? 24 rất dễ luôn. Một câu vẫn một câu thực tế. Người ta gọi là bài toán thực tế, đạo hàm ứng dụng thực tế nhưng mà rất là dễ. Thế đấy là siêu dễ luôn. Các em ơi, cho thầy xin đáp án nào. Các bạn like share giúp thầy nhá, like share giúp thầy nhá. Cho đáp án đi. Thầy chào em đi á. Ok, chào Quốc Lủi nhé em nhá. Mày lủi vào nhanh thế, vào vào sớm. Hai ba phi thực tế này thôi á. Không biết nha em nhá, để hai ba nói chung là đề là một số câu là thầy trích dẫn nhá, nên là nó phi thực tế là do ông ra đề đấy. Thầy chào tử tế đi, thầy rất thân hạnh chào bạn Quốc Lủi nhá. Đấy, ra thì thế đã ok chưa? Ok nhá, câu này có gì đâu, các em mình có là VT thì sẽ bằng đạo hàm của ST, như vậy thằng này sẽ là 12 lần T trừ đi cho 3 lần T bình đúng không? Đấy, và người ta hỏi giá trị lớn nhất đúng không? Bóng máy tính cái ra có gì đâu, 1922 đấy, em bấm vào đây trừ 3 này, 12 này, không đúng chưa? Đó, thì các em nhìn thấy em bấm xuống là nó ra luôn này, giá trị lớn nhất tại x bằng 2, tức là t bằng 2 đấy, và đạt được là 12, lớn nhất là bằng 2 nhá, như vậy đáp án đúng là đáp án A, được chưa? T bằng 2 mà, ok nhá. Tiếp câu 25 nào, nghịch biến trên R. Tìm M để hàm số hay nghịch biến trên R nào các em ơi, R. R nào các em ơi, đáp án câu 25 là đáp án gì? Câu này sai sao được đúng không? 25. Đề ảo quá, sao lại ảo ấy? Đề viết rõ ràng thế lại kêu ảo. Chào bạn Hoàng Giang nhá, à, bạn Giang nhá, suốt ngày vào đây chém gió. Chào Phương em nhá, bạn em học hết rồi, em học chưa? 25D. Hai năm D à? 25 thì thực chất đấy, các em làm nó có nhiều cách, đấy, nhiều cách em bấm máy tính cũng được. Em thầy sẽ thử máy tính câu này xem có ra không nhá. Làm tay nhiều quá rồi, câu này làm tay nhiều quá rồi. Thứ nhất là các em nhìn này, các em nhẩm thì các em thấy ngay là nếu mà các em thay trừ 2 vào đây thì 2 này bằng 0, 2 là trừ 10, đạo hàm ra chắc là âm hoàn toàn rồi, như vậy trừ 2 chắc là thỏa mãn. Như vậy tất cả các đáp án nào mà không chứa thứ 2 là loại đáp án này. Chúng ta sẽ thử 3 đáp án này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ thử lớn hơn trừ 2 nhá, lớn hơn trừ 2 này. Đấy, thực ra các em chỉ thử một trong hai này thôi, thầy thử lớn trừ 2 nhá. Nếu mà lớn hơn trừ 2 thì mình cứ lấy là m bằng 0 đi. Được không? M bằng 0 đi xem nó ra cái gì nhá. Nếu mà các em muốn thử nó thì các em sẽ nhập lại nhá. Các em nhập lại, các em thay m vào thôi. Đấy, chỗ này sẽ là m bằng 0 thì ra là 2 nhân x bình luôn. Cộng với cả m bằng 0 này là sẽ là trừ 8. Trừ 8 nhân với cả x. Trừ 1, được chưa? Đấy, thì bây giờ mình thử âm vô cùng, dương vô cùng, thầy thường là thầy sẽ thử từ trừ 5 đến 5 thôi, mình sẽ xem qua xem nó như thế nào đã. Thì thằng này đang tăng này, thằng này là hàm số, người ta đang nói là hàm số nghịch biến đúng không? Tăng rồi, tăng luôn rồi, sai bét luôn, m bằng 0 là loại, m bằng 0 là sai. Đấy các em ạ, sai thì tức là chúng ta loại được hai đáp án này, đáp án đúng là đáp án D. Đấy, thì nếu mà nó có m rõ ràng, tự mình ấy, thì chúng ta thử rất là nhanh, đỡ phải tính toán nhiều. Ok, câu 26 nào. 26 em ơi, 26. 26 đáp án là gì? Bạn Giang đang thất tình rồi, ôi tầm này thất tình làm gì em ơi. Chào Quốc Cường em nhá. Ok, chào em, lại là thầy đây. Toàn idol à, chào Xuân em nhá. Câu đó nhầm luôn, rồi nhầm luôn nữa, nhầm như kinh em ạ.
sai em sẽ chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ. Rồi em ơi, tầm này em cãi cha mẹ được với, sau này em lớn lên tí nữa em sẽ thấy là như thế là không hay thế nào không ạ? Câu 26 đáp án là gì em ơi? Câu 26 đáp án là gì? 26D, 26A, 26D. 26 bài hỏi cái gì đây? Bất phương trình này có bao nhiêu nghiệm nguyên? Bao nhiêu nghiệm nguyên này? Mình sẽ giải nó ra thôi, giải nó ra thì chúng ta sẽ làm được. Đấy, thì các em thấy là ở đây này, chúng ta đầu tiên chúng ta phải thấy là các điều kiện của thằng này, điều kiện thằng này viết nhỏ ở đây nhất là x phải khác không, bởi vì thực ra mà x khác không cái thì thằng này chắc chắn là lớn không rồi, thế không chúng ta giải như bình thường thôi. Log trừ log thì sẽ bằng là chia, như vậy là log 3 của x bình phương trên trị tuyệt đối của x, được chưa, sẽ là bao nhiêu đây, nhỏ bằng 2, vậy tương đương được x bình phương trên trị tuyệt đối của x thằng này sẽ phải nhỏ bằng 8, à bằng 9, 3 bình bằng 9, được chưa. Đó, thế thì đến đây các em làm như bình thường thôi, gì đâu, các em làm như bình thường thôi. Đấy, thì em chia hai trường hợp ra, chia hai trường hợp này. Thì đầu tiên em chia trường hợp đầu tiên nhá. Đấy, trường hợp 1 này. Đấy là x của chúng ta phải nhỏ hơn 0. X mà nhỏ hơn 0 thì các em sẽ suy ra được thằng này sẽ là x bình phương trên cho trừ x sẽ nhỏ bằng 9. Tương đương được, bởi vì x khác 0 mà, nên chúng ta chia ra được nhá, thằng này sẽ là trừ x sẽ nhỏ bằng 9. Tương đương được, các em sẽ có là x sẽ phải lớn hơn hoặc bằng trừ 9. Được chưa? Thì số này nó cho bao nhiêu nghiệm? Từ trừ 9 đến trừ 1. Từ 9 đến trừ 1 thì tức là số cuối trừ số đầu trừ 1 cộng 9 là 8. Là 8. Cộng thêm 1 là 9. 9 số. Đây sẽ là 9 số này. Trừ 2 thì các em chia ra thì là x sẽ lớn không? Thì thằng này tức là sẽ là x thôi. Bởi vì dưới mẫu là dương rồi. Thì x bình chia x ở x. Thằng này sẽ nhỏ hơn 9. Như vậy thì tương đương được em cũng sẽ có là một nhỏ hơn bằng x, nhỏ bằng x, nhỏ hơn bằng 9, như vậy thằng này cũng sẽ có là 9 số. Vậy tổng cộng sẽ là 18 số. Được chưa? 18 số. Và đó này sẽ là 18 số các em ạ. Đáp án A đúng là đáp án A. Tại sao các em lại chọn vào đáp án D nhỉ? À, các bạn chia xuống à? Các em chia xuống, các em không xét trường hợp à? Nhưng chắc chắn là chia xuống không xét trường hợp rồi, chúng ta chỉnh số được. Nếu em không thi được vào đại học thì phải lấy vợ. Trời ơi, đại học mà không thi được thì chả đi lấy vợ. Bây giờ em thi vào đại học dễ như trở bàn tay, chẳng qua là em vào trường nào thôi. Bây giờ thi đại học dễ mà. Thất tình mà không muốn vào học à, trời ơi bây giờ thầy nói này này các em nhá, bạn nào mà yêu đương vào thất tình ấy mà cảm thấy là cuộc sống này bế tắc các kiểu ấy, nếu mà chỗ em không muốn dịch em xin đi làm thêm, đi làm thêm tầm 1 tuần em đi xin rửa bát thuê xem thất tình nó như này. Nhớ là chú ý nhá, các em cứ bảo bố mẹ là bây giờ đấy, con đi làm thuê thuê nhá, đấy, về nhá, không đưa tiền bố mẹ không cho ăn cơm, đấy, không đóng tiền ăn không cho ăn, đấy, cứ tầm 1 tuần thôi. Sẽ cảm thấy cuộc sống này chuyện yêu đương với của em nhẹ nhàng lắm, không học sau này ha, đấy ra đường nó sẽ khổ như thế đấy. Đấy, vì sau này bọn em ra ngoài bố mẹ sẽ không nuôi được nữa, mà các em không có việc làm, không có công ăn việc làm, rất là khổ sở, nhất trong thời Covid này thì nói em biết là rất nhiều người bây giờ không có tiền ăn. Nói gì đến yêu đương, các em ra ngoài đường em thử gặp một người nào người ta bảo rằng dòng bây giờ xem người ta vô gia cư người ta có nghĩ đến tình yêu hay là chỉ nghĩ đến việc ăn uống, ngày mai ăn gì, đói như thế nào. Các em ấy muốn mà có được ấy cuộc sống sau này nó hạnh phúc, nó gọi là tương lai tốt đẹp thì các em nên học đấy, còn cái cuộc sống của em nó rất là dài luôn, tình yêu thời học trò rất là đẹp, nhưng mà ấy có bao nhiêu người là yêu từ học trò xong rồi học sinh ấy xong rồi đến cưới được nhau rất là ít em ạ. Tại vì sao? Vì bây giờ em còn trẻ suy nghĩ nó còn đơn giản, nhưng sau này cơm áo gạo tiền tất cả mọi thứ nó tác động vào thay đổi suy nghĩ mình rất là nhiều.
Đấy, bây giờ bọn em có thể thấy hợp nhau nhưng mà sau này khi đi làm thì các em sẽ thấy nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Thế là tại sao thường người ta ra trường người ta yêu ra trường cưới luôn như thế? Tại vì lúc đấy nó hợp, nó ổn định luôn. Còn bây giờ em yêu thì nó tốt thôi, chả sao cả. Tình yêu là phép nhiệm màu, nhưng mà nhiệm màu cho trường nào không biết. Đấy, có rất là nhiều người yêu nhau thì hai bạn yêu nhau cùng nhau cũng nỗ lực vào đại học các kiểu thì tốt. Tức là hai bạn yêu nhau cùng nhau đi phụ hồi chịu về mà toàn nhá. Đấy là làm gì ấy thì mình phải nghĩ ý chí lên một tí, tình cảm nó tốt thôi, nhưng mà nhiều khi nó làm người ta bị mù quáng, người ngoài cuộc nhìn rõ hơn, người trong cuộc là như thế. Bạn Linh sinh thế thì toàn em ạ. Ok à, tiếp đi. Em đếm ra 19 á, 18 rồi em ơi, làm sao 19 được. Thất tình nhảy nào, nhảy cầu nào hợp phong thủy, vào game ạ, vào game nhảy cầu được, ngoài nhảy cầu lạnh lắm. Đâm đầu vào gối à, hợp lý. Thầy quen em mới thấy nhẹ lòng hơn đấy. Nói thật là bọn em kiểu bọn em không trải qua nhiều, em biết thôi. Bọn em cứ trải cuộc sống nhiều như thế, ra ngoài làm việc nó mới vất vả. Thì tự mình sẽ cần phải cố gắng hơn trong cuộc sống thôi. Thực ra là cấm yêu không hẳn, nhưng mà chúng ta nên ở một mức độ nào đấy nhất định. Người ngoài ao, người trong ước ao. Hợp lý, chơi chữ lợi được em ạ. Ok, tiếp nào các em ơi, câu số 27 đáp án là gì nhỉ? Câu này rất là quen thuộc rồi. Câu này rất là quen thuộc rồi, các em nhìn thấy A đây là đi xuống. Như vậy ở đây là A nhỏ không, cái này là chắc chắn luôn. Cắt ở đây là dương, như vậy là D dương, được chưa? D dương mà em thấy là tổng tích đều dương, đây là tổng tổng hai nghiệm đều dương và tích hai nghiệm cũng đều dương. Như vậy là nó dương tất, tức là BC dương tất ở game. Ở đâu? BC là thằng này là gì? Trừ B trên A, như vậy là trừ B trên A mà dương thì tức là B âm. Ngoài B phải âm. Đấy. B âm. Đúng không nhỉ? Không đúng, trừ B trên A mà trừ B trên A mà lại thằng A âm thì đã dương rồi, như vậy là B dương. C trên A mà dương, C trên A dương mà A âm thì C âm, như vậy tức là B dương C âm. Âm đúng không? Như vậy sẽ có cái là đáp án nào? Ồ, nó không hỏi gì, B luôn các em ạ. Này nó ảo diệu thế nhở? Câu 27 như vậy thì đáp án của nó là đáp án nào đây? 27A luôn, bài này hỏi B thì sao không hỏi B nhỉ? C âm và D dương đúng không? Đáp án A. 28 đi các em ơi, 28 đi. Tìm tất cả các giá trị thực của M để đường thẳng này cắt thằng này tại hai điểm phân biệt. Tại hai nhánh của đồ thị à, chú ý nhá, tại hai nhánh của đồ thị. Câu này đáp án là gì các em? Câu số 28 đáp án là gì? Hai tám đáp án là gì? Em trải qua hết rồi thầy ơi, được em. Tiếp nào em ơi, 28 là gì nhở? Trời ơi, AC cùng dấu sao được em? Nếu rảnh thầy có thể cho mời một game Liên Quân được không em ơi? Không em ạ, thầy có chơi không? Tiếp nào các em ơi, tiếp tiếp tiếp. Đáp án là gì nhở các em ơi? Đáp án của câu 28 là gì nhở? 28 đáp án là gì? Các em nào bị lag nhỉ? Hiểu sao thầy đây thầy bị lag ở đây. Cái lúc này nó ảo diễn thế nhỉ? Tiếp nào các em ơi, tiếp. Tiếp nhá, 28 đáp án là gì? Kệ thôi em ơi, tầm này xuống đi chơi cho. Rồi rồi. Bạn có bạn các em nào bị lag không nhỉ? Sao thầy bị lag thế nhỉ? Hay là mạng thầy có vấn đề nhỉ?
em đợi xíu nhá, để xem này. Tôi để sửa chữa câu 28 này, không hiểu sao nó bị lag rồi, chẳng xem được bọn em vào lại live, nhưng mà thôi được rồi, tí chắc là nó sẽ ok đâu. Thì câu 28 này thực ra ấy, quan trọng nhất là chúng ta phải đọc được kỹ là nó cắt tại hai điểm nhưng mà thuộc hai nhánh của đồ thị. Đấy, thì game đầu tiên là game vẫn phải cho bằng nhau thôi, điều kiện xác định thì rõ ràng ở đây là điều kiện là chúng ta có x hoặc không. Mình cho hai này bằng nhau thì game sẽ có là x cộng 1 trên x sẽ bằng là gì? Mx cộng 2 đúng không? Nhân chéo lên thì em sẽ có ngay là mx bình phương cộng 2x thì sẽ bằng là x cộng 1. Như vậy tương đương được, chúng ta đổi vế chuyển dấu thì các em sẽ có ngay là mx bình phương cộng x trừ 1 thì bằng 0. Đó. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ phải có là cái này thuộc hai nhánh của đồ thị, đúng không? Thuộc hai nhánh của đồ thị. Thế thuộc hai nhánh của đồ thị thì tức là sao? Đấy. Chúng ta chỉ cần làm được cái đấy là ok. Không lag à? Cho do Facebook thầy thôi. Toàn chơi có 2-3 tiếng à. Đỉnh cao em. Ok nhá. Thế các em nhìn này, cái nhánh đồ thị thì các em thấy là bài này nếu mà các em nhìn thấy em thấy là tiếp cận ngang của nó là 1. Tiếp cận đứng của nó là 0, tức là chính là OX luôn. À OY luôn. Được chưa các em? Như vậy nó thuộc hai nhánh của đồ thị thì các em thấy là nó sẽ có hai nhánh như thế này. Ở đây là đồng nghĩa ý kiến đây. Đồng biến hay nghịch biến không quan trọng, nhưng mà nói chung là một bên nó sẽ phải nằm ở bên phải OY, một bên là bên trái OY, tức là một nghiệm lớn không, một nghiệm nhỏ không, nhớ các em nhá. Tức là hai nghiệm phải trái dấu, tức là các em sẽ có là x1 nhân x2 phải trái dấu, bởi vì nằm hai nhánh của đồ thị mà mỗi nhánh này là một bên OY mà các em, mỗi nhánh này là một bên OY, như là một thằng lớn không, một thằng nhỏ không thì tích hai thằng sẽ lớn. Vậy cái bài này các em sẽ suy ra được luôn. Muốn này có hai nghiệm trái dấu thì đơn giản, tức là m và nhân với hệ số là trừ 1, hai phải làm sao là trái dấu, là nhỏ hơn không, như vậy tương đương được em sẽ có m lớn không, được chưa? Bài này thì nó khá là đơn giản là như vậy thôi. Như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ có đáp án D. Đấy, bạn nào xử lý được cái này làm bài này rất nhanh, tuy rằng ở câu 28 kem nhân lên kem chuyển xử lý là a nhân c nhỏ hơn không thì là nó sẽ có hai nghiệm trái dấu luôn. Đó, rất là dễ luôn. Chúng ta chỉ cần dùng giặc sự phòng học thầy có bị nổ không nhỉ? Không em ơi, dùng giặc sự phòng học không nổ đâu. Thực ra cái việc nó nổ pin ấy cũng rất là hiếm khi xảy ra em ạ. 29 rồi các em ơi. Cái này mà thôi câu 29 này cũng dễ thôi mà, thầy nghĩ không phải nào sai đâu. Chúng ta sẽ làm tiếp câu tiếp theo đi. 30 em ơi, 30. Tại vì thực ra tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất đạo hàm là bỏ biến thiên rồi còn sai cái gì. Không hiểu kiểu gì em ạ. 30 nào, một câu hình đi, toàn đại rồi. Cho hình chóp này có đáy là hình vuông cạnh BNSA bằng A căn 6 vuông góc với ABCD. Tính theo A diện tích mặt cầu ngoại tiếp với chóp SABCD. Nào các em ơi. Câu 30 này thì nó ra đáp án là gì nào các em ơi? 30. Mai em lên mạng tìm một bạn xinh xinh xong để avatar cho mọi người ngắm. Trời ơi, em lên em lấy luôn avatar bạn Linh xong em để vào đấy cho các bạn ý. Đấy. Nay thầy có khá, vẻ khá hứng thú với hình không em ơi? Thầy không bao giờ hứng thú với hình cả. Chẳng qua làm nhiều đại quá rồi thì mình đổi một câu hình thôi. Thì nếu mà bạn nào mà xem trong khóa VIP của thầy rồi thì sẽ biết ngay câu này chúng ta sẽ có là S cầu, tức là R cầu thì bằng cái gì? R cầu bình phương thì sẽ bằng là R đáy đi cộng với cả H trên 2 tất cả bình phương, đúng không? Đây, bạn nào mà xem thì biết rồi. R đáy ở đây thì các em nhìn thấy là đáy là hình vuông cạnh A, như vậy là R của nó thì nó bằng cái đường chéo đấy, bằng 1/2 cái đường chéo đấy, đúng không? R đáy bằng 1/2 đường chéo, mà đây là A, đây là A thì cái đường chéo này là bằng A căn 2 thì nó sẽ bằng A căn 2 trên 2, đúng không? Đây là A căn 2 trên 2 tất cả bình phương cộng với H trên 2 thì tức là SA đấy, SA cũng có cái đáy mà, tức là A căn 6 trên 2 được chưa? A căn 6 trên 2 tất cả bình phương bằng bao nhiêu? Phải tính đi.
thầy không bao giờ thích hình bằng đại đâu em ạ, nhưng mà mình học thì đôi lúc ở nhiều đại quá phải có một cái hình đấy, bằng hai em ạ. Như vậy e đầu cầu ở đây nó sẽ bằng là 2 lần a bình phương, đây là từ e đầu bình. Thế mà các em biết là diện tích, tính cho diện tích mặt cầu thì thầy có cho công thức rồi, S của cầu ấy, diện tích cầu là 4 pi e đầu bình đấy, 4 pi e đầu bình đi mà cái này 2a bình đúng không, thì các em thay đây nhân lại cũng phải là 8 pi a bình không, à, đúng là đáp án B vậy thôi. Câu này đáp án là B nhá, bạn Linh là đúng, biết mấy bạn kia là mình chưa. Hôm qua thầy bảo em để cái avatar vào chuẩn, thầy bảo thế mà tại vì bọn em không để avatar lúc mà vào ấy, không biết bạn nào. Không biết bạn nào luôn, để avatar thầy còn nhớ được. Ok chưa? Nào, hỏi trả đấy bạn có các em hỏi có gì nhỉ? 31 nào, thôi nhanh rồi, chữa nhanh với cậu. 9 giờ nghỉ nhá. 9 giờ ngồi chém gió tí rồi nghỉ. Đấy, nên là hỏi gì hỏi đi. 31 này cho hàm số log 2x cộng 1 và log 2x cộng 4. Chỗ này đóng ngoặc rồi chứ. Không à các em ạ. Không không đóng ngoặc nhá. Không biết là đóng ngoặc hay không nữa các em ạ. Nhưng mà nếu thôi rồi, bởi vì hình nó cũng ghi như thế này là chúng ta sẽ không đóng ngoặc nha các em nhá. Coi như là log 2x xong cộng 1, được chưa? Đấy. Thì các em cho thầy hỏi là diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu theo cái hình này. Nào các em ơi, diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu theo cái hình? Đáp án đi các em ơi, đáp án đi. Cho anh xin đáp án nào các em ơi. Talk show tư vấn cái gì mới được em? 31D. 31D à, không đóng à các em? 31 nào, bây giờ chúng ta sẽ xem 31 nhá. Thì câu câu hỏi này của chúng ta, người ta đang hỏi chúng ta là cho hàm số như thế này. Cho hàm số như hình vẽ. Và bây giờ người ta hỏi chúng ta là diện tích tam giác này. Như vậy chúng ta chỉ cần đi tính 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 đoạn AB và từ C đổ xuống là xong đúng không? Rất là dễ thôi. Thế bây giờ các em tính là A ở đây sẽ bằng mấy? Đây là giao với cả đường UX là phải bằng 0. Y bằng 0 đấy. Phải bằng 0 tức là 2 0 1, 1 trừ đi 4 bằng trừ 3. Đây, các em có ở đây là trừ 3 rồi. Thằng này nếu mà bằng 0. Thằng này bằng 0 nhá. Thằng này mà bằng 0 này. Thì tương đương được các em sẽ có là X sẽ bằng là gì? 2 mũ trừ 1 bằng 1 phần 2 các em ạ. Thấy chưa? Vậy đây là 1 phần 2 này. Đó. Còn hai thằng này bằng nhau đúng không? Thì sẽ giao ra điểm C. Hai bằng nhau đây, mình giải luôn chỗ này đi, log gì? 2 của x cộng 4 thì sẽ bằng là log 2x cộng 1, được chưa? Đấy, log 2x cộng 1 chuyển vế đổi dấu. Tương đương được thì các em sẽ có là log 2 của x cộng 4 trên x, được chưa? Trừ mà bằng 1. Tương đương được là x cộng 4 sẽ bằng bao nhiêu? Các em 2 mũ 1 lên bằng 2, xong rồi nhân x lên bằng 2x, được chưa? Như vậy tương đương được ở đây x sẽ bằng mấy đây? X sẽ bằng 4 luôn à? X của chúng ta sẽ bằng 4. Như vậy đây, các em thấy chỗ này bằng 4 này. Đấy, bằng chỗ này sẽ gọi đây là 4, được chưa? Đây là 4 nhá, thì em thay ngược lên trên này em sẽ tính ra được y, tức là chính tính ra được đoạn C này hạ xuống này. Tức là tính ra được điểm y ở đây. Thì em thay 4 ở đây thôi. Lốc 2 của 4 bằng 2 cộng 1 bằng 3 đúng không? Đấy, là bằng 3. Để chỗ này bằng 3. Như vậy thì khoảng cách từ từ đây xuống đến đây là bằng 3, tức là khoảng cách từ C xuống đoạn AB đúng bằng 3 luôn. Như vậy S của tam giác này nhá. S tam giác ABC nhá. Sẽ bằng 1 phần 2 này. Khoảng cách từ C xuống đây là 3, như vậy là nhân 3 này. Nhân với cả cạnh đáy. Cạnh đáy thì các em có ngay là chỗ này nó sẽ bằng một độ dài đúng không? Độ dài thì các em đấy là 1 phần 2 cộng 3 đúng không? Là 7 phần 2 các em ạ. Nhân 7 phần 2. Đúng rồi, không đóng ngoặc rồi các em ra đáp án D thật. Đúng không? Ra đáp án đúng sẽ là đáp án D nhá. Ok nhá. 73 21 2 2 4 như vậy là 21 phần 4. Bài này một bài rất là thú vị ấy. Hay, có nghĩa là người ta đề đấy, rất là hay rồi. Được chưa? Vừa in hai file lý vẫn chưa làm à? Càng nhờ. Tiếp bạn bạn Nguyệt thì bạn học lý thì đỉnh rồi các bạn ạ.
đỉnh cao luôn đấy. Nhưng học toán thì có vẻ chưa đỉnh cao lắm. Mong rằng sau khi học thầy xong thì sẽ giỏi như học lý. Nào, câu 32 nào các em ơi. GS là tập hợp giá trị như này có nghĩa phân biệt x1 x2 thỏa mãn x1 cộng x2 bằng 2, hỏi là tổng giá trị của S. Có phải dạy quá nhiều lần rồi. Cho hỏi xin đáp án đi. Câu 32 này đáp án là gì nhỉ? Nói quá nhiều lần rồi, quá nhiều lần. 32 đáp án là gì? Ba hai đáp án là gì nào các em ơi? Các em like xe giúp thầy nhá, like xe đi các em ơi, like xe nhá. Có câu hỏi nào thì cứ đặt ra các em ạ. Tự dưng đau đầu quá thầy ơi ạ, đập đầu vào gối em ạ. Thực ra bệnh chữa bệnh đau đầu thì thầy có một cái kinh nghiệm rất là nhẹ nhàng như thế này. Đấy là mỗi một khi mà các em mà đau đầu ấy, mà các em làm theo phương pháp này của thầy thì thậm chí là vừa hết đau đầu mà nó lại còn trở thành kiểu gọi là người rất là giỏi luôn. Đấy là mỗi khi mà các em cảm thấy buồn chán hay là các em cảm thấy đau đầu, có cảm giác mệt mỏi, các em cứ lôi toán ra này. Cứ mỗi một lần đau đầu các em chơi hẳn một đề toán, thậm chí là hai đề toán. Sau một thời gian em sẽ không bao giờ thấy đau đầu nữa. Vì sao? Vì các em chán quá, không muốn làm toán nữa, mà không làm toán thì chắc chắn là sẽ không đau đầu. Đấy, thần kinh là nó tự, nó điều chỉnh thôi. Bây giờ chẳng hạn, ví dụ là em ghét ăn ớt đúng không? Thì chả giờ em đi ăn lẩu cay rồi. Đúng không? Có bao giờ em đi ăn lẩu cay không? Mà em ghét ăn ớt đi ăn lẩu cay không? Thế thì đầu óc mình cũng thế thôi. Khi mà các em đầu óc của mình chán làm toán thì tự dưng là nó sẽ không đau đầu. Vì sao? Nó biết là đau đầu là nó phải làm toán. Thì lúc đấy nó không bao giờ đau đầu nữa. Đó, các em thấy chưa? Đó, rất là hay luôn. Các em cứ làm toán đi, làm toán nhiều vào. Tự hết đau đầu luôn. Nhá. Biện pháp rất là tốt luôn. Ba hai em quên mất đáp án à? Làm bao nhiêu lần vẫn sai à? Đấy, làm bao nhiêu lần vẫn sai, làm tiếp. Câu này thì thực ra thầy nói rồi, thầy đã cho em rất là nhiều lần rồi. Các em nhìn vào đây thì các em có thể thấy ngay được là ba mũi bằng t rồi. Sao lại bị mờ thế nhỉ? Ok đấy nhá. Thì rõ ràng là các em sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đặt ba mũi bằng t. Thì ở đây các em thấy là các em đặt cho thầy ba mũi bằng t thôi. Đây, đặt ba mũi bằng t. Nếu em đặt ba mũi bằng t thì các em tất nhiên là t sẽ lớn không, và các em sẽ suy ra được cái thằng này nó sẽ là t bình phương trừ đi cho 2 lần mt cộng m bình phương trừ 8m bằng 0, được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta lại có ngay là x1 cộng x2 thì sẽ bằng bằng 2, đúng không? X1 cộng x2 bằng 2. Như vậy chúng ta xử lý chỗ này như thế nào? Thì các em thấy là 3 mũ x1 thì sẽ bằng t1. Đó, 3 mũ x2 thì sẽ bằng t2. Cái này là chắc chắn rồi. Như vậy các em nhân hai này lại với nhau thì 3 mũ x1 cộng x2 sẽ bằng t1 nhân t2. Được chưa? Đấy. Thế mà các em thấy là 3 mũ x1 cộng x2 tức là 3 mũ 2 là bằng 9. Như vậy các em sẽ có ngay là t1 nhân t2 bằng 9. Mà các em có t1 nhân t2 thì sẽ bằng là gì? C trên A. Đúng không? Như vậy tương đương được, các em sẽ có ngay ở đây tức là m bình phương trừ 8m bằng 9. Được chưa? Bấm máy tính chúng ta sẽ có hai giá trị của m. Đấy. Em sẽ bấm máy tính vào đây, 1 trừ 8 trừ 9, được chưa? 9 và âm 1, em sẽ có ngay tương đương được m bằng 9 hoặc m bằng âm 1. Thế nhưng mà ở đây, trước khi em đi tính tổng, em phải thử lại vào phương trình này để xem nó có xuất hiện 2 nghiệm t hay không. Vì đây chúng ta chỉ tính theo cái gọi là cảm quan về điều kiện sau thôi. Thế còn điều kiện trước thì chúng ta sẽ thử thải vào 2 nghiệm phân biệt nữa. Thế em thử lại này. 1 trừ 2m trừ 2 nhân 9. Và cái này là m bình phương tức là 9 bình phương trừ đi cho 8 nhân 9, được chưa? Đấy, anh em bấm xem có hai nghiệm phân biệt không? Có hai nghiệm phân biệt rồi, ok. Tiếp theo, cái tiếp theo là m bằng âm 1 thì em thấy này, 1 này trừ 2m tức là thành cộng 2. Được chưa? Trừ 2m mà đúng không? Trừ 2 nhân m, ok. Tiếp theo này là trừ 1 bình tức là 1 trừ đi 8 tức là cộng 8, được chưa? 1 cộng 8. Như vậy thằng này bằng bao nhiêu? Đó, thằng này vô lý này. Em mở hợp 1 để loại các bạn. Như bài này đáp án nó sẽ là đáp án B. Thì tổng hai thằng này nó sẽ bằng là 9 thôi. Đấy, nếu mà bạn nào mà đến đây mà các em mà không thử lại là các em sẽ bị sai ngay. Bài toán nó sẽ lừa được chúng ta. Nhưng mà nó không lừa được thầy.
đáp án đúng của nó sẽ là B, đáp án là 9 nhá. Bạn nào mà chọn được đáp án là 8 là rất là quý, làm đây là sẽ rất là quý luôn. Đó. D là sai, đúng rồi, B mà, chính xác, B, B đúng. Đấy, có bạn D là sai đấy nhá. Thầy thấy là hôm trước thầy 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 đọc có cái bạn bạn ấy bảo ấy. Đấy, bí quyết của em học giỏi toán là gì? Bí quyết học giỏi toán của em rất là đơn giản thầy ạ. Em cứ lúc nào em buồn thì em lôi toán ra làm. Đấy, cứ lúc nào em chán em lôi toán ra làm. Thôi giỏi, siêu giỏi luôn em ạ. Cho thứ diện này làm vuông góc tính theo a thể tích của thằng này. Câu này cũng dễ nha các em ạ. Thứ diện này mà đáy là tam giác đều, mặt bên vuông góc với đáy, dạng này thầy dạy mãi rồi. Đáp án là gì các em ơi? 33 đáp án là gì nhỉ? Nhanh nào, thầy sẽ chữa đấy, 9 giờ rồi, đã 9 giờ. Khả năng là thôi chữa một vài câu nữa thôi. Rồi. Trong buổi nói chuyện bọn em đi. Đề nó không khó, hôm nay lần này đề nó không khó. Các em thích chưa câu nào? Các em thích chưa câu nào? Bán link chat gì kia, bán rẻ bản thân quá rồi, ôi bây giờ bán cái gì cũng là điều giá em ạ. Sau khi thầy làm xong em chọn B đúng rồi, để chọn B em ạ, chọn D sai luôn. Nào các em ơi, đáp án của câu 33 đáp án là gì nhỉ? 33B. Dạo này em cũng hay buồn lắm nhờ, buồn ngủ á. Nếu mà em buồn ngủ thì thầy lại dạy cho em một biện pháp nhá. Một biện pháp mà em sẽ không bao giờ gọi là ấy đâu. Em không bao giờ giờ gọi là ngủ quên đâu. Nhà em nuôi dê đúng không? Đấy, thì em biết là chuồng dê nó sẽ có phân dê các kiểu đúng không? Các em vào, các em cứ vào đấy ngồi học thôi. Đấy. À, em ngủ gật, em vào trong đấy mùi như thế em vẫn ngủ gật được thì có lẽ là em cũng là đỉnh cao đấy. Ok nhá. Người nói đùa thôi, bọn em có biết cái câu chuyện ngày xưa buộc tóc để học không? Ngày xưa ta để tóc dài ấy, đuôi ấy, đấy, buộc cái tóc lên sàn nhà. Mỗi lần khi mà đang ngồi như này, học ngủ gật rồi, khi mà em vập đầu xuống thì nó giật tóc lên rất là đau ấy, đấy, kiểu như thế. Bọn em có thể học tập nhé. Nói chung ấy, thực ra ấy, thì nói chung quy lại ấy, việc ngăn cản bọn em giỏi ấy, chính là bản thân bọn em thôi. Bản thân bọn em chính là cái mà bọn em tự ngăn cản mình, việc để mình trở thành người tài giỏi thôi. Bản thân bọn em nó có những cái gọi là ham muốn là gì, chơi này, ngủ này, hưởng thụ đấy. Đấy là những cái mà gọi là ai cũng có. Nhưng mà người nào mà người ta vượt qua được những cái này thì người ta sẽ trở thành người giỏi. Còn nếu mà các em sa đọa vào những cái này quá thì em sẽ ở mức bình thường. Nói chung là cuộc đời mỗi người ấy thì đều phải trải qua những cái việc như vậy, tức là gì, học hỏi thì tăng độ kinh nghiệm lên, thì lúc đấy là công việc các thứ nó sẽ tốt hơn, rồi các em sẽ gọi là kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, tất cả mọi thứ. Nếu mà bây giờ bọn em chơi thì sau này bọn em phải học. Mà tất nhiên là cái lúc mà thời gian tốt nhất để học đó chính là thời gian của bọn em này. Trẻ thì tiếp thu nó sẽ nhanh hơn, già thì có thể học được. Nhưng mà cái sự quyết tâm còn lớn hơn bây giờ rất nhiều. Tốt nhất là bây giờ học đi, sau này chơi phải hơn rồi. Ghét giao tiếp thì học gì? À, vấn đề là ghét như thế nào? Bản thân thì thầy thấy là ngày xưa thầy cũng phải là người hay giao tiếp. Đấy, cấp 2 rồi xuống không phải hay giao tiếp, như từ cấp 3 thì thấy là nếu mình không giao tiếp mình sẽ rất là thiệt thòi. Đấy, chắc chắn luôn. Kể cả sau này em đi học hay đi làm như vậy. Để cố gắng là mình hãy phát triển cái khả năng giao tiếp mình cao lên một tí nhá. Cách tốt nhất là vừa hết buồn ngủ là để đi ngủ. Cách tốt nhất để hết buồn ngủ là đi ngủ, hợp lý, siêu hợp lý luôn đúng không? Nhưng mà như thế thì nó chẳng giải quyết được gì đâu em ạ. Từ diện này mình có tam giác đáy là tam giác đều này, như vậy em vẽ cho thầy cái đáy là tam giác đều ra nhá. Đấy, tam giác đều này, ABC này, BCD đấy, BCD thôi được rồi, thế thì mình sẽ thay đây là B này, BC ở đây, và A mình sẽ vứt sang đây được chưa? BCD là mặt phẳng vuông cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, thì các em kẻ thẳng vuông góc xuống đáy ở đây nhá, đó nó sẽ rơi ở trung điểm luôn rồi, cái này rõ ràng là vuông cân mà, thì đây là H nhá.
Đấy, thì em tính cho A điểm tích của đường truyện này, đáy là tam giác đều cạnh A. Đây đáy tam giác đều cạnh A đúng không? Khi mà tam giác này là vuông cân thì rõ ràng là cái chiều cao nhá. Chiều cao của chúng ta ấy là DH này sẽ bằng một nửa BC, đúng không? Vì vuông cân mà thì DH sẽ bằng 1/2 BC. Đấy. Như vậy thầy sẽ bằng là A trên 2 luôn. Vậy V của thằng này thì sẽ bằng là 1/3 chiều cao là A trên 2 nhân diện tích đáy là A bình phương căn 3 trên 4, được chưa? Như vậy thằng này sẽ bằng bao nhiêu? 12 là 24, rồi thằng này là A mũ 3 căn 3 trên 24, được chưa các em? Đáp án đúng là đáp án D. A mũ 3 căn 3 trên 24. Ok nhá. Số điểm cực trị của hàm số này. Câu 34 đáp án là gì? Số điểm cực trị của hàm số này. Ở chỗ đông người bị chóng mặt thì bị làm sao em? Chịu em ơi, chắc là thiếu oxy đấy em ạ. Em không muốn lên trường, nó thực sự nhàm chán. Thực ra nói đúng là môi trường trường học ấy thì đôi lúc nó làm cho em cảm thấy mình có những cái mình không thích, ví dụ chẳng hạn em không thích học môn này, em không thích học môn kia, nhưng mà đề nghị là môi trường trường học ấy nó cũng là một trong những cái kỷ niệm rất là đẹp và em nên có, nên trải qua. Bạn nào không được đi học thì rất là phí, bởi vì thời sinh viên là nó có, thời học sinh là nó có những cái rất là khác thời sinh viên, sau này lên đại học em sẽ thấy. Thì tốt nhất là nếu bây giờ mình vẫn còn được trải nghiệm thì cứ trải nghiệm đi, không ảnh hưởng gì cả. Đó. Đấy. Nó có cái làm bọn em nhàm chán thì nó cũng có cái bọn em làm cho em vui. Từ những gì bạn bè thân thiết, từ tình yêu tình báo, từ những cái rất là nhỏ nhẹ ở ở trường ấy, cái việc rất là nhỏ nó cũng làm cho em cảm thấy có niềm vui. Tất nhiên là nó cũng sẽ có sự chán ghét. Em có thể thấy là chúng ta hay thường gặp một cái vòng lặp, tức là ở nhà thì lại muốn đi học, mà đi học nhiều thì lại muốn ở nhà, kiểu như thế. Thế nên là cái gì có hai mặt cả, chấp nhận thôi em ạ. Hàm số có 3 điểm được trị. Hai nhân một cộng một. Thực ra bài này thì các em nhìn thấy là đây là thực ra ấy, nếu mà chúng ta gọi được fx nhá, gọi là fx đi, fx mà bằng x mũ 3 trừ cho 4 lần x bình phương cộng 3 thì rõ ràng là thằng này nó là trị tuyệt đối của fx đúng không? Các em tìm xem fx này có bao nhiêu điểm cực trị là xong. Đào hàm ra đúng không? Đào hàm xong bấm nghiệm của nó thôi. Đây thầy đang sẵn ở đây để bấm luôn này. 3 này trừ 8 này không đúng không? Đấy thì rõ ràng là nó sẽ có hai nghiệm. Ồ nhưng một nghiệm là không luôn đấy các em ạ. Một nghiệm là không luôn đấy. Đấy, nhớ nhá, một nghiệm là không thì chúng ta sẽ có là số cực trị của hàm này là hàm f trị tuyệt đối x, f trị tuyệt đối x đúng không? F trị tuyệt đối x thì bằng số cực trị dương nhân 2 cộng 1. Ở đây có một cực trị dương thôi. Là 1 nhân 2 là bằng 2 cộng 1 là bằng 3. Thì trong vấn đề này là sẽ có 3 điểm cực trị. Ok nhá. Số rồi, câu 35 này. Nhìn nó rơi cái tầm hủy diệt. Thôi mình sẽ làm nốt câu 35 này luôn, xong rồi ngồi chấm gió bạn em. 15 câu cuối thì về tự chiến đấu nhá. Đôi lúc là không giải là gây hưng phấn nhưng mà 35 đáp án là gì đó em ơi, đạo sao của cô này nhìn thấy hơi buồn rồi. Bạn ngồi cạnh em mập mạp dễ thương ôm sướng lắm ạ. Bạn trai bạn gái em ơi. Lên trường trêu bạn bè vui lắm, xong mọi người bảo chán. Công nhận ngày xưa thì nhớ là thấy đi học cũng rất là vui mà, đâu có chán đâu nhỉ. Trừ là khi mà vào tiết mà tiết mình không biết là thì kiểm tra kiểm trước gì thì còn đấy gọi là buồn đấy, chứ còn thấy thấy đi học vui mà. Ở nhà nhiều hay là tại vì bây giờ em có đầy đủ các thứ hết rồi nha, em thấy đấy. Ngày xưa thầy ở nhà không, hồi học 12 là có máy tính nhưng mà không có mạng đấy, cũng không có điện thoại luôn. Ở nhà chán lắm, mỗi xem tivi thôi mà, toàn ra trường chơi với bạn bè vui nhiều. Bây giờ có thể là bọn em kiểu có đầy đủ hơn, là em thấy ở nhà nó cũng đầy đủ tiện nghi khác. Em không biết làm câu 35 á, lại điều câu 35 này đạo hàm nhá. Thì ở đây thầy sẽ dạy bọn em cách một, nếu giả sử đấy, giả sử gặp một cái câu đạo hàm nó như thế này thì bây giờ chúng ta phải làm như thế này. Đấy, thì các em thấy là rõ ràng ở đây là chúng ta thấy là nó khó, đúng không? Nó khó. Thế thì để xem nào, nên xử lý cái này như nào. Đạo hàm tay thì em có thể đạo hàm được ngay thôi. Đạo hàm tay thằng này là lớp 10 nhá, em nhớ lớp 10. Đấy, và con này là lớp 10. Lớp 10 thì các em thấy là log A của U đạo hàm sẽ bằng gì? Log A của U này này. Đấy, tất cả đạo hàm thằng này em sẽ có rồi. Nó sẽ bằng là 1 trên U nhân len A đúng không?
trên này nhân u phẩy nữa. Đấy. Ở đây thì các em không nhìn thấy được. Đây, các em nhìn thế này, u phẩy thì các em phẩy đằng trong này là 2019 nhân x mũ 2018. Đấy, 2019 x mũ 2018 thì đây có hai thằng này khả năng giống giống này. Trừ đi thằng này trừ đi là trừ 2020x rồi, hai này đều ok. Trên thằng này ok nhé, một trong hai này đúng rồi. Một trên len A, một trên len A, thằng này len A trên tử sai luôn. Đáp án đây là sai. Mình sẽ xem này, len A ở đây tức là len 10. Len 10 mà các em lại đảo lên trên tử không? Một trên len 10. Cái chỗ này nhá, len A ở đây nó là lốc này không thì nó là len 10 nhá. Len 10. Đấy, mà len 10 thì các em biết rồi, nó sẽ bằng là 1 trên tức là người ta đổi nó lên tử đấy các em. Đổi lên tử thì chúng ta sẽ chia cả hai cái thằng này cho ta đảo chiều, đảo với hai này. Đấy, đảo với hai này. Đấy, tức là nó bằng là 1 trên len của len 10 đúng không? Thì nó sẽ bằng log e, tức là nó đảo lộn ngược lại đấy các em ạ. 1 trên len 10 chứ. Đây là 1 trên len 10 này. Thì suy ra nhá, là 1 trên len 10 thì nó sẽ bằng là log 10 của e, thì nó sẽ người ta viết tắt là log e. Đúng, đáp án C. Nhìn qua như vậy. Thực ra cái thầy nó phải loại được hai thằng này ngay rồi, thằng này nó sẽ loại thì nó chọn C rồi. Rồi. Nhìn nó hơi phức tạp tí. Câu này cũng không khó đâu, công thức. Em ngồi gần cuối lớp mỗi học mỗi môn chính rồi nghịch điện thoại đến lúc về á. Ừ đấy, nếu mà em như thế thì nó sẽ bị buồn á, bị chán đấy các em. Em thấy không? Thầy gọi em vào quốc lủi có chuẩn không? Các em cứ lủi vào lủi ra thì được đấy. Hợp lý. Hôm nay không chưa hết đâu em ạ. Thôi thầy chưa đến câu 35 thôi nhá. Thôi tại vì thực ra là nó cũng hơi mệt mệt đấy. Đấy nên là thầy sẽ để 15 câu bọn em tự chiến nhá. Đấy. 15 câu tự làm nha em nhá. Đó. Đôi lúc là chúng ta phải thế này nhá. Đấy. 15 câu này cho em tự về tự làm nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy, còn nếu mà các em có thắc mắc gì thì có thể ném vào trong group để cho các bạn cùng nhau thảo luận. Ok nhá, thực ra thì có các bạn làm đến 49-50 câu cơ mà. Nên là các bạn ấy sẽ trả lời cho bạn em thôi. Thôi chúng ta sẽ ngồi chém gió nhau một tí nhá. Đấy. Các em một câu hỏi gì không? Chém gió nhau một tí đến tầm 9:20 gì đấy thì nghỉ. Chém gió nhau tầm chục phút thôi. Các em ạ. Thực ra thì làm việc, làm bài ấy thì test thì tuần nào cũng có, bài thì tuần nào cũng sẽ có thôi. Nên là hôm nay sẽ nghỉ sớm một tí nhá. Chém gió tí các em ạ. Đấy, các em có câu hỏi không? Nếu mà không có câu hỏi nào thì thầy sẽ nghỉ thôi, tắt like thôi. Còn nếu mà có câu hỏi thì sẽ ngồi chém gió bọn em gì cho vui cuối tuần thôi à. Đầu tuần rồi chứ, đầu tuần rồi các bạn, không phải cuối tuần đâu. Chắc là bọn em chắc là cũng sắp đi học online hết rồi đúng không? Chắc là khai giảng online, không học online đúng không? Quá khổ. Talk show thì đâu gọi là vui. Em đợi câu 50, 50 viết hai cái đường thẳng ra cho cắt nhau tính như bình thường thôi. Nó chỉ là một câu lạ thôi, nhưng không phải là một câu khó. Hay thì em chia sẻ đề văn để thầy làm, chịu rồi. Riêng đề văn thì khó lòi mắt luôn. Thực ra ngày xưa thầy đi học văn thì thầy chỉ thích làm văn tự luận, nghị luận xã hội. Đấy, nghị luận xã hội thì thầy thích, nhưng mà làm tác phẩm thì chán lắm, bởi vì thực ra tác phẩm thì bọn em làm toàn viết theo ý thầy cô thôi mà, chỉ có mỗi nghị luận xã hội là bọn em được viết theo ý mình là chính thôi, còn cái kia toàn viết theo ý thầy cô thôi, nên là văn tự luận, văn nghị luận xã hội thì còn được, văn gọi là phân tích tác phẩm, giảng tác phẩm nên mệt lắm. Ok, cứ cày đi, xong rồi hỏi thầy được. Nếu không học đại học theo thầy con đường nào nữa không ạ? Có chứ em. Đại học ấy, các em chú ý nhá. Các em chú ý nhá. Là đại học không phải con đường duy nhất các em ạ. Đại học không phải con đường duy nhất. Đấy, không phải duy nhất nhá. Đấy, không phải duy nhất để đến với thành công đâu. Nhưng mà nó sẽ là con đường ngắn nhất các em ạ. Đó, ngắn nhất nhá. Đấy, còn tất cả các con đường khác thì bọn em sẽ phải làm rất là nhiều. Còn bọn em bảo là đã có con đường nào khác để đi đến thành công ngoài không đại học không thì các em có thể nhìn thấy rất là nhiều. Ví dụ nhá. Bây giờ làm streamer, các em đi làm một công việc học nghề,
rất là ổn luôn. Bây giờ các em nếu mà tay nghề cao, các em nhìn thấy nhá, nó khác nhau rất là nhiều. Ví dụ em có thể thấy là cắt tóc đấy, nghề cắt tóc rất đơn giản thôi. Em thấy chỗ nào cũng có, từ nhà quê đến thành phố, từ nông thôn đến thành thị, chỗ nào cũng có. Nhưng mà bao nhiêu người giàu chắc chắn là rất ít đúng không? Thế nhưng mà các em thấy có các cái chuỗi salon tóc rất là giàu không? Người ta rất là giàu luôn, thành chuỗi luôn đấy. Đấy. Thì các em có thể nhìn thấy là như thế. Tức là để người ta đạt đến một cái trình độ, mức độ nào đấy thì bất cứ một cái nghề nào cũng có thể là giúp bọn em làm giàu và đưa em đến thành công được. Nhưng mà các em thấy là nếu mà các em làm một cái công việc mà tất cả mọi người đều có thể học được, ví dụ em đi học nghề, em học nghề sửa xe thì ai cũng có thể học được nghề sửa xe đúng không? Người ta không cần trình độ quá cao, bởi vì sao, đã là học nghề, người ta hết học hết cấp ba người ta học nghề được, thì các em phải là vượt trội được tất cả rất là nhiều người, em mới có thể là gì, có thể là giàu có được. Bởi vì nếu mà em không bằng những người khác thì làm sao em cạnh tranh được hơn người ta, thì nó sẽ là san đều tất cả đúng không? Khách hàng nó chỉ có một nhất định thôi. Thế nhưng nếu mà em học tức là em làm những cái công việc mà những cái người kia người ta không làm được, bởi vì người ta không học đến thì người ta không làm được, thì lúc đấy em sự cạnh tranh sẽ ít lại. Thì chính vì như vậy nên là học đại học nó sẽ là con đường ngắn nhất thôi. Còn nếu các em muốn bỏ qua cái phần đại học và để đi đến công việc thì nó sẽ chông gai hơn, trắc trở hơn, nhưng mà không học không nghĩa là không thành công đấy. Nhưng mình phải hiểu là nó sẽ rất là nhiều chông gai đấy. Đó, nhá. Giống như ấy, ngày bạn thầy là học bên xây dựng, bạn thầy có về đi gặp thợ, ta đi làm ấy. Ông thợ ông nói cái này xây nhà như này tôi chả cần đi học cũng xây được cái nhà, nhưng mà đấy ông chỉ xây được nhà một tầng thôi. Đấy, một tầng hai tầng thôi, nhẹ nhàng thôi, chứ xây một cái chung cư 20 tầng 40 tầng 50 tầng các ông sẽ không thể làm được, vì các ông không học xây dựng ra, không thể tính toán được tải trọng các thứ lên trên, nó sẽ sập ngay em ạ. Đấy, nhưng người ta học người ta có thể làm tất cả, tối ưu mọi thứ đấy. Thì thực ra cái bản chất của cái việc đi học ấy là giúp bọn em nâng cao kiến thức và áp dụng vào công việc vậy thôi. Đấy. Còn con đường thì nó vô vàn, em hãy đi theo con đường em thích đấy. Nhưng mà thầy vẫn khuyên em nên học đại học rồi hãng đi. Nghề hot nhưng bạn không hot thì bằng không. Khối A1 thi ngành kinh tế nếu được 23 đến 22 đến 23 thì đỗ được trường nào? Đỗ được em ơi, thương mại anh em nhá, tầm 23 22 23 điểm. Cố gắng em tí nữa đi tầm 24 đi đỗ thương mại. Học trường top 2 ra khá là ổn đấy. Nhá. Ok đấy, không 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 đến nỗi nào đâu em ạ. Nếu mà cố thêm được tí nữa lên đến 25 thì vào tài chính hay là vào ngân hàng nó kiểu cực kỳ ok luôn. Dạ cày like, ok em cày like đi thầy, chỉ ngồi nói chuyện chém gió tí thôi. Đấy, các em có câu hỏi nào như bạn thì cứ đặt câu hỏi nhá, thầy có thể nói với bọn em một số cái. Thầy giới thiệu qua về nghề y đi thầy, hôm qua thì đã nói rồi, nghề y là một cái nghề mà nó cần rất là nhiều tâm huyết cũng như là bọn em phải thực sự đam mê, bởi vì quá trình học của em nó rất là dài và nó trải qua rất là nhiều thứ. Thứ nhất là các bạn nào mà cảm thấy là sợ máu sợ miếng các kiểu ấy là các em nên xem xét, bởi vì đi học y là chắc chắn phải thấy máu rồi đấy. Còn rất nhiều cái câu chuyện thú vị về ngành y nữa, ví dụ là các em sẽ phải đi vào, các em thậm chí là gì, trải nghiệm những cái trải nghiệm về gọi là mổ miếc này các thứ này, thì cái việc máu me các thứ là bọn em sẽ làm hết thôi. Tức là nếu mình không học được thì không bao giờ ra được trường đâu, nên là sẽ rất là nguy hiểm. Hay là như việc em đi thực tế tức là em đi đi đến các bệnh viện ấy, em vào khoa sản này, hay là khoa thần kinh thì nó rất là nhiều chuyện luôn. Tất nhiên là kể trên này thì nó rất là dài. Đấy. Ví dụ em vào khoa thần kinh ấy là gặp các cái có khi vào đấy xong một ngày xong ra em cảm thấy gọi là mình cũng có vấn đề luôn đấy. Sợ ma học y được không thầy? Được em ơi, sợ ma liên quan gì đâu. Em làm việc các bạn ơi, có mấy khi em làm việc một mình với gọi là nhà xác hay là gì gì ở giống trong phim ít lắm. Em làm việc đều có người cùng nhau ấy. Sợ. Có câu hỏi nào nữa không em ơi? Không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ ấy thôi. Bác sĩ là một người thực sự phải có tâm và có tầm. Đấy, nó thật đấy như thế. Riêng ví dụ chẳng hạn dạy học mà dạy sai thì nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà nó còn chưa chết người lắm. Nhưng mà bác sĩ là nó ảnh hưởng trực tiếp ngay.
Đấy, các em vào em chẩn đoán bệnh sai hay là em thực hiện một ca mổ mà em không đủ trình độ thì siêu nguy hiểm luôn. Riêng mà là bác sĩ thì phải có tâm, phải có tầm nữa. Đấy, còn các bác sĩ không hay đủ yếu tố đấy thì rất là mệt. Đấy, thực ra thì nghề giáo cũng vậy, cũng phải đủ tâm đủ tầm thì mới làm được, không thì cũng rất là khó. Chào Quốc Lủi em nhá. Em có câu hỏi nào không? Không có câu hỏi nào chúng ta sẽ nghỉ nhá. Có câu hỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc chém gió. Chào Hương em nhá, giờ mới vào. Chào thầy ạ. Chào em. Ok nhá, thôi thôi chúng ta sẽ dừng buổi học hôm nay ở đây nhá. Còn talk show hẹn gặp em một ngày đẹp trời. Đấy, tốt nhất là bọn em cố gắng lên, học hành thì phải nghĩ là nó khó nhưng mà nó chưa khổ bằng việc đi làm đâu. Sau này thì bọn em đi làm mà em sẽ thấy là thời đi học là một trong những cái gọi là thời đẹp nhất rồi, vui nhất rồi. Đấy, đi làm không bao giờ vui đâu, sếp cứ chửi cho, vẫn phải ngồi im đấy, không ngồi im thì mất việc nhá. Đấy, còn thầy cô giáo chửi bọn em xong bọn em vẫn cười có đó luôn, chả sao cả, là sếp chửi không bao giờ cười rồi mà. Đấy, nên là sau này các em sẽ thấy là đi làm sẽ khổ hơn rất là nhiều. Ok nhá, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào buổi tiếp theo, buổi sắp tới nhá, thì hẹn gặp lại bọn em sau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ dừng buổi live ngày hôm nay ở đây. Bạn nào mà chưa làm đề thì cố gắng làm rồi báo điểm lại cho thầy ngay đi nhá, trước khi là thầy kích ra khỏi nhóm luyện đề nhá. Rồi hẹn gặp lại các em vào buổi sau. Đấy, chúc em buổi tối vui vẻ. Hôm nay sửa vẫn hơi mệt nên là không chữa hết cái đề được, và đằng sau này thì nó chỉ còn 15 câu thôi, không nhiều đâu. Em về em phải tự chiến đấu được câu 40 vẫn dễ lắm, cái gì đâu tìm này có 2 điểm 19 dễ lắm. Đấy, về tự chiến đấu ở đây nhá. Ok, chào Quốc Lủi nhá, chào tất cả các em. Thầy sẽ tắt like ở đây đây, gặp lại các em vào buổi sau nhá.